Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái dụng cụ cần thiết dành cho chó mèo nha mọi người, mà mọi người nên có luôn. Đây, đây là cái lược cả lông rối đây mọi người. Đây mọi người, đó, rất là cần thiết luôn. Tại vì chó mèo con nào nó cũng đổ lông hết mọi người. Khi mọi người chải như thế này đúng không, xong nó ra lông này mọi người. Mọi người chỉ việc nè, mọi người việc vuốt vuốt một phát nè, hết là lông rụng luôn. Cái này là lông rụng ít đó mọi người, những con nhiều mọi người việc chải buổi sáng á, nó làm cho nhà mọi người á, lông lá nó ít rớt, ít bay đi nha mọi người. Và đủ một cái là cái lượng này nó cực kỳ rẻ luôn, nhưng mà nó được TikTok shop độ nè mọi người. Thì hiện tại thì một cái này chỉ có 21 cành thôi mọi người, mà mọi người mua hai cái thì nó còn 19 cành thôi mọi người. Thì mọi người có mua thì mọi người nhấp vô cái TikTok shop của mình nha, không những lượt mà những cái thứ đồ còn lại của shop mình cực kỳ là rẻ luôn mọi người, cực kỳ rẻ luôn. Mua về xài mỏi khỏi biết hư luôn mọi người. Đó mọi người thấy không, mình chải rụng tay luôn mọi người ha. Đó mọi người thấy không, vuốt phát xong sạch sẽ hết, rồi buổi sau sáng theo vuốt tiếp nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem.